cao vị nhưng mà mùi như rộng biển. Dù nó nóng nhưng mà ăn là rất là đã và nó sẽ giải nhiệt hết cơ thể của mình. Wow, ngon quá trời. Xin thưa mọi người, bây giờ thì rất là nóng và hiện nay thời tiết thay đổi liên tục á, nên là nhiệt rất là nặng. Một, hai, trong miệng của mình. Nhưng mà cũng phải đi ăn. Bây giờ thì sẽ dỡ các bạn đến chỗ ăn mà có thể hết nhiệt nha. Let's go. Ra món gà hầm sâm thì có thể thấy được nhà hàng Hàn Quốc. Nhưng đây là chuyên làm gà hầm sâm nên là mình sẽ vào đây ăn. Wow, ở đây có con mèo với lại con chó kìa. Nhà hàng này thì có hai loại gà hầm sâm. Một loại là hầm sâm là bình thường, cùng một cái là tàu biển. Mình sẽ order cái đó và giá trị là 290.000. Nên là các bạn sẽ nhận được một nồi món ăn đi kèm như thế. Ok, gà hầm sâm thì chắc chắn là mình không sợ tái rồi đó. Chắc chắn là chín rồi. Tàu biển nhưng mà mùi như rộng biển. Từ là mùi biển. Dù nó nóng nhưng mà ăn là rất là đã và nó sẽ giải nhiệt hết cơ thể của mình. Xin mời mọi đứng trước. Nhiệt nên là mình cũng không nên ăn quá nóng. Về sau đó lấy cái tàu biển xong mình chọn nó đều. Ngon thiệt rồi. Cái vị tàu biển nó ít lắm, nó không nhiều đâu. Có suy cũng là nó có vị rong biển chứ nhưng không quá. Mực ngon hơn người. Là mình sẽ ăn với rau. Rau này đắng lắm. Nếu mà ăn không thì nó rất là chắc chắn là vị gà rồi. Nhưng mà ăn với rau, ăn với nhiều thứ được. Hay lắm. Bạn nào mà không ăn được rong biển thì các bạn phải ăn thử với tàu biển trước xong rồi qua rong biển. Tại vì ban đầu, ngày xưa mình ăn rong biển á, ăn xong mình ói luôn. Mà khi mà mình một ngày nào đó mình đói bụng mà mình tự nhiên ngửi mùi rong biển á, rất thèm. Với cả món này thì rất là mắc ở Hàn Quốc. Và ngày xưa thì món này thì ai mà ăn được món này á, là một ngày đó coi như là ngày sinh nhật vậy. Nước liệu thì thường trắng nhưng mà vô tàu biển này là nó xanh. Chứ các bạn đừng nghĩ là gà hầm sâm mà thêm rong biển nha. Ăn được hơn 10 phút rồi bắt đầu. Con mắt trong người nè. Lạ nha. Thật ra là ăn món này thì mất 290.000. Nhưng thật ra ăn món này thì chắc là cho 3-4 người ăn, chứ không phải là một người ăn hết. Món tiếp theo là ở đây mình kêu sao ta? Bà ơi, cho con một ly. Yeah. Có 12 ngàn các bạn. Uống rất là thơm vậy. Dạ dạ, cảm ơn. Dạ. Rum biển như đồ chơi á, nhìn giống đồ chơi quá ta. Không phải là rum biển. Không biết ăn sao luôn á, đầy quá luôn à. Cái này có mùi à dầu chuối đúng không? Ừ, hèn gì có dầu chuối nên là nó thơm như vậy. Và nó thơm lắm luôn các bạn. Mình sẽ ăn thử cái luộc. Luộc đúng không? Cái mùi á. Khó ăn quá hả? Khó ăn thì lại bỏ miếng muối vô. Có đường rồi, muối nữa là thôi. Cái này giá rẻ mà quá trời tốt biên luôn. Xanh xanh. Đây là ưng sâm. Wow. Bắt đầu bây giờ đường này kẹt xe với cả khách đông rồi. Nên là mình uống nhẹ và mình đi ăn tiếp. Con gối. Ừ. Wow, đây là lần đầu tiên mình thấy. Đến bây giờ người ta nhận ra là mình là đại sứ kem khói. Rồi tính tiền xong đi ăn tiếp nha mọi người. Đấy. Ok, Yoshi đã tới gì 6 rồi. Ở đây bánh mì rất là ngon. Hello em, Tú ơi. Tình cảm với em. Cảm
nay có mì bò và mì trộn thì chúng ta sẽ ăn mì bò. Ở đây có đặc biệt. Anh ơi, chị một phần mì nạc bò hầm thảo mộc nha. Wow, cái này là món chủ tặng Mushi này. Cheese salad. Ngon đấy. Wow. Wow, cái sợi mì kìa. Dài ha. Wow, thịt. Miếng thịt đúng bự luôn mà nó dài nữa. Mềm. Sao thịt này có sốt sẵn rồi nè. Thật ra cái phần này thì có rất nhiều mì. Anh ơi, cái này là mì trứng đúng không ạ? Mì kiến. Rất tròn. Rất tròn. Chưa bao giờ thấy. Chưa bao giờ nghe nữa. Trứng lòng đằng không có. Cái sợi mì này giống như cái mì trứng nhưng mà nó bự hơn nhiều và nó dày hơn, và khi ăn thì nó có độ đạm hồi tốt hơn cả cái mì trứng. Mì trứng thì ăn là kiểu cắt bị đứt liền, còn cái này là có một chút nó vẫn chút nó dẻo xong nó cắt liền, thế nên là ăn cũng đã. Miếng thịt bò to can thì dễ ăn, mọi thứ đều ok hết. Và nghe đồn là ở đây có mì trộn nó rất ngon nhưng mà mình không biết nó như thế nào, thế nên là chủ mới mời Uchi. Mình không ăn được cái này tại vì cái này là để giải nhiệt. Còn cái ớt á là khi nào mình hết nhiệt trong miệng á thì mới ăn. Nhưng mà ở đây rất ngon. Hay là mình sẽ nếm thử thôi. Nhìn như mì Ý vậy. Nó như mì Ý thật. Kiểu Việt Nam á. Quê là mình Việt Nam. Đang nhiệt. Nói chung là nhiệt á thì ăn thì ăn. Cũng phải ăn chứ, nghĩ sao nhiệt mà ăn uống thôi thì sao mà chịu nổi. Cuối cùng chị cũng phải uống cái gì đó nhẹ nhẹ cho nó xả hết trong người. Chị nha. Wow, đây là yao như kem luôn. Còn đấy cái miếng này là nha đam. Nên là các bạn lúc đi ăn á, nếu những cái món ăn có tên là vị thì các bạn sẽ cảm nhận được những cái gì nó cần thiết nhất, đúng nhất. Ngon quá trời. Cái này ăn kiểu này được hơn sữa chua của Nha Đam nữa. Tuyệt vời. Đúng là các bạn mình cũng hay thích ăn những cái đồ ăn nóng. Nhưng mà tình cờ mình không nghĩ tới cái thời tiết với cả đồ ăn. Nó cũng phải hai cái rất là liên quan đến với nhau. Khi mà mùa lạnh thì mình ăn đồ nóng. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì cũng tùy. Giống như là nóng thì ăn gà hầm xăm. Lạnh thì người ta lại ăn những cái gì mà nóng nhưng mà nóng kiểu khác cơ. Có đậu đỏ vân vân, nói chung là nó phức tạp. Uchi mong muốn là những bạn mà có nhiệt trong miệng thì các bạn sẽ ăn nhiều món như thế này. Xong rồi các bạn hết nhiệt nhanh, xong rồi nói chuyện, ăn, uống, ngồi thở thoải mái nha mọi người. Và cảm ơn mọi người đã xem clip Uchi, và các bạn nhớ subscribe và nhớ bấm chuông Uchi nha. Cảm ơn mọi người. Bye.